Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay thì mình thấy ở bên Canon có ra một cái dòng máy là RB. Đây anh em. Hiện tại thông tin thì anh em có thể đọc trên mạng nó ra lúc nào anh em coi ha. Hôm nay thì mình mới trải nghiệm đầu tiên, mình thấy nó có ra thì mình đến đây mình trải nghiệm. Thì ở đây mình nhìn qua máy và mình nhìn qua cái ống kít kèm theo là 24-105. Thì về mặt cảm quan bên ngoài, anh em cũng hay thắc mắc hiện nay là một số anh em biết mình rồi thì mình xài Sony đây. Thì về nếu mà mẫu mã thì mình thấy là nó ná giống nhau rồi anh em ạ. Còn cái điều mình quan tâm là chất lượng ảnh, màu sắc, chip nó xử lý thế nào. Thì mình chỉ là cảm quan qua bằng mắt mình thôi, và mình sẽ bỏ vào màn hình để test. Thì sẵn đây mình chia sẻ cho anh em biết luôn ha. Nếu như anh em nào có ý định hay nhu cầu hay là đang phân vân ra tung tăng gì đó thì anh em có thể coi video này và anh em hãy tải file về nhớ nghe. Và đây là mình bắt đầu quay, mình cảm nhận nó thế nào mình sẽ nói rõ cho anh em biết nha anh em. Cái điều đầu tiên á thì anh em hãy coi sơ bộ qua góc máy của anh nhé. Thì đây là anh em coi toàn cảnh cả ba máy mà mình để ở đây này, anh em thấy không? Đó là cái mà mình để ba máy, anh em coi để so sánh được luôn nó ha. Anh em nhìn tổng thể cái ngoại hình toàn cảnh. Rồi sau đây còn anh em, bây giờ anh em coi cái khúc này mình sẽ quay gần cảnh cho anh em coi ha. Gần cảnh của máy Canon này các anh em coi nha. Rồi nó bao gồm mặt trước và mặt sau cho anh em coi đầy đủ hết. Anh em nhìn đôi khi á mình phải cầm trực tiếp mình biết được cảm nhận, thì ở đây anh em coi video anh em không thấy rõ thì mình quay cận như vậy cho anh em thấy nhé. Anh em cùng mình xem, còn mình thì mình coi cận cảnh là mình tại vì mình thấy là nó ná giống nhau rồi, cho nên mình quay kỹ cho anh em coi phần ngoại hình của nó và anh em có thể so sánh được. Rồi còn đây anh em có thể so sánh giữa cái cận cảnh giữa hai cái máy này mặt trước mặt sau về Sony và Canon. Anh em coi kỹ hai cái đoạn này ha. Rồi anh em đã coi sơ qua cận cảnh, mình quay kỹ nhiều góc cho anh em coi rồi. Bây giờ anh em theo chân mình ra ngoài để test anh em nhé. Và ở đây mình cũng nói cho anh em luôn, vì nó có hai loại lens lẫn một loại lens kit nó. Thì hiện tại anh em có thể thăm và khảo giá nha. Nếu anh em cảm thấy mà giá anh em quá cao không vời mình thì anh em có thể mua qua cái lens 35 ha. Bây giờ mình test cái kit trước đó, để khi anh em mua xài nhiều, anh em thích là chụp chân dung gia đình phong cảnh thì thường họ bán là kèm theo lens kit là lens 24-105. Bây giờ mình sẽ thử trên lens này trước anh em nhé. Rất là tốt ha. Rồi cùng hai chế độ, một chế độ ô tô và chế độ không ô tô được ca thì nó tương đồng với nhau, tương đồng bằng nhau. Rất là hay là coi người mới chơi mình nét. Dạ. Rồi. Rồi quay đi ha, anh tí quay lại. Rồi. Ok. Rồi, quay lại đây đi, quay lại đây đi. Ok. Ok nhé. Nhìn coi. Cực kỳ nét nhé. Mày thấy anh không? Ok nhé. Rồi, nhìn ra xa lắm đi. Ok, quá đẹp rồi đó. Xong, điểm mạnh nó là ok ha. Rồi. Info anh em coi này. Cỡ 4, tốc độ 100. Tại 160. Ở lên này.
màn hình này là mình thấy đặc biệt nó hay một cái này, anh em à, anh em đang coi đây này, là màn hình mình nhìn ở ngoài mắt thật của mình á là mình thấy rất là thật. Khi anh em chụp lừa view thì nhìn qua màn hình này, nhìn màu sắc mà mình chụp ra sao nhìn nó vậy luôn, thì anh em coi cận cảnh đây đó, thì mình thấy ở hai chỗ này một cái là cái màn hình này, đôi khi những anh em mà xét màu chuẩn anh em sẽ lợi thế ở chỗ này đây, và mình thích, mình cũng thích cái điểm này đây anh em ạ. Rồi về đó 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 anh mà ha. Đây là mình mở lên bằng Lightroom Lightpick, nhưng mà cũng không đọc được, không hẳn gì là Photoshop 2017, 2018, 2019 hiện tại mình mở cũng không thấy, và kể cả như của Canon. Đây hiện tại đó, ở bên Canon thì mình mở nó hiển thị hình như vậy thôi, và nó đặt câu hỏi đây này, câu hỏi, và mình chụp những tấm mà để cho đúng ra mình phải đưa lên cho anh em để anh em coi xác thực nó rõ ràng cùng mình trải nghiệm cái máy ảnh này. Thì theo như cảm quan bên ngoài mình nhìn á, mình chụp thì mình thấy là rất là ok. Khi về cái phần đặc biệt là phần thứ nhất là chiếc ảnh thì mình thấy màu đây rồi, anh em coi đi, mình chụp ở những tấm mà muốn sáng muốn tối mà màu rất là đẹp, nhưng mà mở lên không được anh em ạ. Cái này mở lên về này, đây zoom lên không được, hay mình biết zoom lên đó không cho. Thì đây thì anh em coi tạm sơ qua, bây giờ một số anh em mà có muốn tải về coi đi nữa cũng không thể nào coi được, nhưng mà mình vẫn phải up những file này lên cho anh em, đôi khi anh em nào có được phần mềm cập nhật thì anh em hãy mở về coi thử nhé. Còn cảm nhận bên của mình khi mà mình chụp cái máy này thì về phần màu sắc như mình đã nói ở đầu video, mình coi anh em coi video thì mình đã quan sát kỹ khi mà mình test hai chế độ, một chế độ là auto và một chế độ web như Doka để mình set. Đó là về phần màu sắc. Phần thứ hai là mình chụp ở wide ra 24 với ống kính kit của nó, và mình zoom lại 105, mình thấy là điều nét cả, nét hết tất cả. Và đặc biệt ở cái máy này thì trước khi kết thúc video thì mình chia sẻ anh em luôn, nó có một cái điểm lợi rất là hay đối với những anh em mà không có rành về chụp ảnh, mà mua nó mà chụp ở chế độ AV, chọn chế độ lấy nét mặt người thì nó hay một chút. Nó sẽ nhận dạng vào cái hai cái ô cho mình luôn, một ô ở bên ngoài là cả khuôn mặt, và một ô khi mà anh em đưa cái máy tới gần thì nó sẽ hiện cái ô nhỏ vào con mắt. Thì đây là một lợi thế mà mình thấy rất là cần thiết đối với những anh em mà chưa biết gì về nhiếp ảnh mà mới mua xài, thì đây là lợi thế chụp nó bất vì ao hình. Một số anh em cũng hỏi mình nhiều về cái vấn đề mà chụp tốc độ lên 400, 800, 1000 mà viễn cái ao là do cái kinh nghiệm lấy nét mà mình chưa có thời gian để mình chia sẻ anh em. Thì sẵn trong video này là mình thấy là cái máy này nó có cái phần này là cũng hay anh em. Rồi đến đây anh em quay lại video của mình nhé. Rồi đến đây anh em đã rõ rồi, thì mình đã test về cái chức năng cái lens kit chụp màu sắc như thế nào, nó có bị ám hay không, xử lý tốt hay không, độ lên nét như thế nào, anh em có rõ rồi ha. Thì về phần một phần lục phim, đôi khi anh em hỏi trong video thì mình nói luôn, thì mình chỉ là hôm nay mình chỉ là trải nghiệm nó thôi, còn cái phim thì ở đây nó cho mình quay được 4K với mức độ là 25 frame, còn nếu anh em quay 60 frame thì là quay HD full HD để cho 4K để cho vậy thôi. Đó về cái phim thì mình là chuyên về chụp hình, nhưng mà mình nghĩ anh em muốn coi thực tế mà về cái phim anh em là thắc mắc á, thì chính là cái video này, video mà mình đang quay đây này là quay cái máy đó, đó anh em ạ, quay máy này luôn, chính là về cái phim. Thì anh em coi, anh em hãy coi cái bộ phim này như anh em tự cảm nhận nhé. Còn mình quay thì mình quay là ở chế độ full HD thôi, vì mình dựng cho nó nhẹ hơn, chứ mình quay 4K thì máy mình dựng không nổi. Thì mình nói rồi, đôi khi dựng phim tùy thuộc vào anh em làm phim nó như thế nào nhé, xác định nhé. Anh em coi thì anh em cũng đôi khi mình chia sẻ đây một chút luôn, đôi khi anh em cần cái địa điểm nào bán, cửa hàng bán hay là giá cả thì anh em hãy tự search trên mạng anh em coi nhé. Còn riêng cá nhân mình thì mình hay mua máy ở cửa hàng này, và mình có để cái link ở dưới cho anh em nào muốn cần tham khảo giá, anh em hãy gọi điện trực tiếp để cửa hàng để anh em trao đổi nhé. Rồi, tạm biệt anh em.